Báo Thái Lan tâm phục khẩu phục trước siêu kỷ lục SEA Games của tuyển nữ Việt Nam. Truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch SEA Games 32. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đồng thời cũng thiết lập nên kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Trang SMM Sport Thái Lan bày tỏ sự khâm phục với kỷ lục của bóng đá nữ Việt Nam thêm một lần lên ngôi vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có tới 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games và tổng cộng 8 huy chương vàng qua các lần tham dự. Đội trưởng Huỳnh Như là người mở tỷ số trong trận đấu chung kết với Myanmar. Sang hiệp 2, Thanh Nhã nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, tuyển Myanmar không tạo ra được dấu ấn nào và trận chung kết khép lại với chiến thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Siam Sport Thái Lan thì cho rằng đội tuyển nữ đã giúp bóng đá Việt Nam lấy lại thể diện sau trận thua của U22 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã lấy lại được thể diện với tấm huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games. Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay từ đầu và sớm có cơ hội ăn bàn. Huỳnh Như là người mở tỷ số sau pha phối hợp với Tuyết Dung. Các cầu thủ Myanmar cố gắng lật ngược tình thế, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cầm bóng tốt hơn và duy trì được áp lực tấn công mạnh mẽ. Thanh Nhã với một pha lốp bóng tinh tế nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, hàng thủ tuyển Việt Nam quá vững chắc và không cho đối phương cơ hội nào. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và tấm huy chương vàng SEA Games 32 thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Lập chiến tích lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 3 tỷ đồng. Đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 32 sau chiến thắng thuyết phục trước Myanmar trong trận chung kết. Với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết gặp Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng. Đây là một kỷ lục của bộ môn bóng đá nữ SEA Games. Ngay sau chiến tích lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp cũng công bố mức thưởng 1 tỷ đồng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Như vậy, Huỳnh Như và các đồng đội đã có tổng cộng 3 tỷ đồng tiền thưởng ngay sau trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian sau chức vô địch SEA Games 32. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nghỉ ngơi một tuần rồi tập trung trở lại để chuẩn bị bước vào chuyến tập huấn hướng đến vòng chung kết World Cup nữ 2023. Sau tấm huy chương vàng lịch sử, nghe ba má Huỳnh Như kể xấu con gái. Sau chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 32, phóng viên báo Tiền Phong đã gặp ba má Huỳnh Như bên ngoài sân Olympic và nghe cả hai chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc với chiến tích vừa giành được của con gái. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 đã kết thúc từ lâu, nhưng vẫn còn nhiều thủ tục phải tiến hành và đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể rời đi. Ngoài sân Olympic, ba má Huỳnh Như, ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài vẫn đứng chờ. Cả hai sang Campuchia để cổ vũ và muốn gặp để chia vui cùng con gái sau chiến thắng lịch sử. Giống trận bán kết gặp Campuchia, hai ông bà bị ngăn cách với Huỳnh Như bởi cánh cổng sắt ngăn khán giả với sân đấu. Sau trận đấu ấy, Như đã chạy ngay về phía khán đài, căng mắt tìm ba má giữa hàng nghìn người. Cuối cùng cô cũng nhìn ra, nhưng chỉ có thể vẫy tay. Tôi đi xem Như thi đấu nhiều, nhưng đây mới là lần đầu chứng kiến Như chiến thắng ở kỳ SEA Games diễn ra tại nước ngoài. Ngồi trên khán đài, tôi quá hạnh phúc vì con và đồng đội đã làm được điều mà tất cả mong chờ. Đó là giành tấm huy chương vàng thứ 8 để viết nên lịch sử, ông Liêm vui sướng nói với phóng viên báo Tiền Phong. Ông cũng cho biết, trước trận đấu Huỳnh Như có gọi điện cho má, nói về quyết tâm của đội bằng mọi giá phải chiến thắng bởi cơ hội lập nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà, đồng thời cho biết sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới Myanmar. Nghe Như nói thế, tôi tin con sẽ ghi tên trên bảng tỷ số, ông Liêm chia sẻ. Theo ba của Huỳnh Như, từ bé đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã hình thành tính cách mạnh mẽ và tư duy độc lập. Cô thường tự quyết định và gia đình chỉ biết khi việc đã thành. Hồi năm ngoái, đột nhiên Như nói con sẽ đi Bồ Đào Nha. Mà hôm trước nói hôm sau lên đường luôn, gia đình đâu có hiểu mô tê gì. Ông Liêm nhớ lại, tới khi sang đó, ký hợp đồng với Lanh FC, tôi mới biết Như tới châu Âu chơi bóng. Lần đầu xuất ngoại, lại là cầu thủ nữ đầu tiên, gia đình cũng lo lắm. Nhưng sau Như gọi điện về, khoe ghi bàn, vui vẻ với bạn bè trong đội và được mọi người yêu thương, lúc đó mới nhẹ lòng. Như là vậy đấy, ít khi nói sợ ba má lo lắng. Chính vì vậy, ông Liêm nói rằng sẽ ăn mừng lớn sau chức vô địch SEA Games lần này. 1. Vì đây là tấm huy chương lịch sử. 2. Như vừa từ châu Âu trở về. Lần trước Như về để nhận quả bóng vàng nhưng chỉ ở nhà được một hôm rồi đi ngay. Lần này chắc chơi được dài ngày cho thỏa nỗi nhớ nhung, ba của người hùng đội tuyển nữ Việt Nam nói. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, bàn thắng của Thanh Nhã đẹp nhất SEA Games 32.
huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam khen ngợi màn trình diễn của Nguyễn Thị Thanh Nhã sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 vào tối ngày 15 tháng 5. Tôi biết lúc nào cần thay Thanh Nhã, vạn sự hay Thùy Trang. Thanh Nhã đã phát huy được khả năng như chạy nhanh, sút tốt. Bàn thắng của Nhã có lẽ là đẹp nhất SEA Games 32, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu tối ngày 15 tháng 5. Ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32, Nguyễn Thị Thanh Nhã được ông Trung tung vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2. Cô gái sinh năm 2001 tỏa sáng bằng siêu phẩm phút 75 để ấn định thắng lợi 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar. Bàn trước đó của đội được ghi bởi Huỳnh Như phút 11. Tôi rất sung sướng khi tuyển nữ tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng. Hôm nay đội đã đá rất hay và đúng đấu pháp. Đây là thành tích không phải nhỏ. SEA Games 32 là kỳ đại hội cực kỳ khó khăn với chúng tôi, huấn luyện viên Đức Chung nghẹn ngào. Ông tiếp tục kể về khó khăn của đội. Chúng tôi bước vào giải mà không biết có thể giành huy chương vàng hay không. Thời gian chuẩn bị của đội cũng không nhiều. Đội hình tuyển nữ Việt Nam chấn thương rất nhiều. Tôi phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đá, nhưng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng vinh quang. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chia sẻ về kế hoạch của tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 32. Đội sẽ xả hơi khoảng một tuần rồi tập trung trở lại để đi châu Âu tập huấn. Đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Ba Lan đá giao hữu với U23 Ba Lan ngày 9 tháng 6, sau đó sang Đức đá giao hữu với tuyển nữ quốc gia này ngày 24 tháng 6. Sau đó, đội sẽ sang New Zealand dự World Cup nữ. Chuyến tập huấn châu Âu này quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Một số cầu thủ trẻ của đội đã đá tốt ở SEA Games này, tôi sẽ tiếp tục gọi thêm cho World Cup, trong đó có một số cầu thủ U20, ông Trung cho hay. Trận đấu danh dự của U22 Việt Nam. Không thể bảo vệ ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games 32 sau thất bại ở vòng bán kết, đội tuyển U22 Việt Nam cần phải vượt qua U22 Myanmar trong trận tranh huy chương đồng lúc 16 giờ ngày chiều nay ngày 16 tháng 5. Sau trận thua U22 Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam tạm quên nỗi buồn để lao vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trước khi chia tay giải đấu. Huấn luyện viên Chu Xie cho rằng đấu trường SEA Games đã tạo cơ hội cho U22 Việt Nam rút ra những bài học quý giá, tích lũy kinh nghiệm và dần quen với sự thay đổi về tư duy chiến thuật do ông xây dựng. Ban huấn luyện muốn tận dụng tất cả trận đấu ở sân chơi này để tiếp tục rà soát đội hình. Cụ thể, khắc phục những sai sót về phòng ngự, cải thiện khả năng dứt điểm hàng công và quan trọng là rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho cầu thủ. Ở SEA Games 32, U22 Việt Nam bị chỉ trích về trình độ, đẳng cấp song vẫn được đánh giá cao vì sự nhiệt huyết. Tuy non nớt, thiếu kinh nghiệm nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie tiến bộ qua từng trận nhờ ý chí quyết tâm và hoàn toàn xứng đáng có huy chương ở đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á kỳ này. Tấm huy chương đồng ở SEA Games 32 cũng sẽ là động lực giúp cầu thủ U22 Việt Nam thêm phần tự tin để hướng đến những giải đấu tiếp theo trong tương lai gần. Sau khi bị Thái Lan đánh bại ở vòng bán kết, U22 Myanmar cũng quyết tâm giành huy chương đồng dù họ đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải đấu là vào bán kết. Myanmar đã thể hiện lối chơi đầy nội lực, song cũng dễ bị khuất phục khi chạm trán các đối thủ sừng sỏ như Indonesia hay Thái Lan. U22 Việt Nam có thể tận dụng điều này để có phương án giành chiến thắng trước Myanmar trong màn so tài chiều nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.